Ngay từ sáng sớm, đông đảo các Phật tử đã vân tập tại khuôn viên Chùa Bằng, Hoàng Mai, Hà Nội. Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm nay được Chư Tôn Đức tổ chức với mong muốn thể hiện sự thành kính, nhớ về nguồn cội của người dân đất Việt với tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Tại đây, đội văn tế làng Bằng A đã thực hiện nghi thức tế tổ, dâng lục cúng. Hơn chục năm qua, cứ ngày mùng 10 tháng 3 này, chúng tôi kính mời nhân dân địa phương, ban khánh tiết của làng ra thực hiện theo nghi thức tế lễ của nền nét văn hóa của người Việt và đã đi vào truyền thống, và đặc biệt là cũng thấy cái sự màu nhiệm thiêng liêng ngày giỗ Quốc Tổ ở tại chùa này. Mặc dù năm 2020, năm 2021 là năm đỉnh dịch, nhưng mà cái ngày lễ giỗ Quốc Tổ thì lúc đó ở vùng này cũng tạm yên lắng và chúng tôi vẫn thực hiện được đều đặn. Vì vậy mà 10 năm qua, lễ giỗ Quốc Tổ đã đi vào lòng người ở tại chùa. Nhân dân trước ngày đó nô nức rồi ban khánh tiết là phấn khởi chuẩn bị tập dượt để cho thực hiện nghi lễ tế Quốc Tổ. Năm nay thì tạm thời là dịch được kiểm soát ở tại thủ đô Hà Nội. Vì vậy mà lễ giỗ Quốc Tổ được tiến hành trang trọng, thành kính, cũng như tất cả những người con Việt trên toàn cầu trở thành lễ giỗ Quốc Tổ toàn cầu. Ngay sau buổi lễ, Chùa Bằng đã tổ chức mừng thọ cho 840 Phật tử cao niên của Đạo Tràng Pháp Hoa miền Bắc. Hoạt động này đã trở thành thông lệ hàng năm vào ngày 27 tháng Giêng âm lịch. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên diễn ra chậm hơn.